Xin gửi lời chào đến cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục chia sẻ về trường hợp của chị Tuyến sau khi mà nhập viện gấp ở trong bệnh viện gia đình. Thì chắc chắn là những cái thông tin của mình gửi đến cho mọi người không có chính xác bằng chị Bình với lại là mẹ của Gia Hòa, tại vì hai chị thì chăm sóc trực tiếp cho chị Tuyến. Thì chắc là em nhờ chị Bình ha, cho em với mọi người biết là tính tới thời điểm hiện tại bây giờ tình hình sức khỏe của chị Tuyến như thế nào và những cái hướng điều trị rồi cũng như vấn đề tiền nong rồi như thế nào, chị cho em với mọi người biết chị Bình. Thì sau khi Tuyến ở bệnh viện gia đình á, làm cái làm cái bác sĩ là chích cái gì để cho cái máu ở dưới tử cung á, nó không có ra nữa đó em, thì chuyển Tuyến về lại bệnh viện ung bú cơ sở 2. Thì từ ở trên đó thì mới ban đầu thì nhập vô lại cái khoa cũ, là cái khoa đó là bác sĩ theo dõi đang để chuẩn bị tiến hành là vào hóa trị. Nhưng mà vào cái khoa đó ở tầm được 3 hôm thì bác sĩ chuyển Tuyến xuống cái khoa là chăm sóc giảm nhẹ. Nói chung cái khoa này là giống như là Tuyến cuối rồi đó em. Giống như thời điểm này á, là Tuyến một ngày á, là phải uống là 6 lần thuốc morphine để giảm đau. 6 lần luôn? 6 lần. Nói chung bác sĩ cũng cho hay là tình trạng của Tuyến là bây giờ á, là nằm ở giai đoạn là không thể điều trị được nữa. Cho nên là ở đó thì để chăm sóc giảm những cái cơn đau nhất thôi. Thì bác sĩ cũng có nói giả sử Tuyến thèm ăn uống hay là bất cứ cái gì mà Tuyến muốn á, nếu mà người nhà đều đáp ứng nhu cầu được cho Tuyến á, thì nên làm trong thời điểm này. Em nói lại coi có đúng không nha. Ừ. Có nghĩa là bệnh tình của chị Tuyến là chuyển biến trở nặng. Thì bây giờ thay vì bác sĩ họ cho bệnh nhân về nhà, nhưng mà chị Tuyến thì về nhà thì không có người chăm sóc, tại chị không có người thân về đó thì không có được, nên là ở lại bệnh viện. Ví dụ như họ có đưa thuốc cho mình uống, hoặc là có y tá bác sĩ để mà giảm những cái cơn đau, hoặc là ví dụ như có trường hợp khẩn cấp thì cấp cứu nó dễ. Đúng rồi. Chứ ngoài ra thì để mà nói về điều trị thì không có. Tuyến không có khả năng điều trị nữa. Bác sĩ nói là cái thứ nhất là sức khỏe không có, cái thứ hai là diễn biến tình trạng bây giờ bệnh nó khá nặng rồi, nếu mà vào thuốc hóa chất bây giờ thì giống như là Tuyến sẽ đi nhanh hơn. Nếu mà bây giờ mà chị Tuyến mà chị về nhà trọ đó thì chắc chắn đều là không có ai chăm sóc được, tại vì như chị Bình với lại mẹ Gia Hòa thì ở gần bệnh viện nên là tiện, với lại tiện mấy cái việc mà mấy chị ở đây để hỗ trợ cho bệnh nhân rồi đó. Còn mới mà đâu có thể nào mà đi về chỗ trọ chị Tuyến ở trên quận 12 được như vậy. Nếu mà về trọ thì sẽ không có thuốc men đầy đủ để mà hỗ trợ trong cái lúc mà cơn đau á xin. Nói chung là Tuyến đau lắm. Hôm nay là bác sĩ thông ống tiểu cho Tuyến luôn rồi. Chị là cái người mà ký giấy gọi là cái giấy bảo đảm cho trường hợp của chị Tuyến ở trong bệnh viện đó. Ký giấy tất cả những giấy tờ đại diện đó thì ví dụ như là chắc là mình cũng nghĩ tới mấy cái việc mà rủi ro không chị? Chắc có chứ. Có rủi ro chứ em. Nói chung là bác sĩ có nói là Tuyến không quá 6 tháng đâu. Nếu mà được 6 tháng là giỏi dữ lắm rồi. Nhưng mà tình hình thì mỗi ngày là thấy Tuyến càng mệt mỏi hơn. Em có thể điện trực tiếp để mà hỏi thăm Tuyến cũng được đó xin. Cũng như lần trước á, thì mình cũng đại diện cho một vài mạnh thường quân, mình cũng gửi đến cho chị Bình thì sẽ điện thoại trực tiếp cho chị Tuyến, rồi báo là đã nhận tiền, rồi chị Bình sẽ vô trong bệnh viện gửi cho chị Tuyến để có cái tiền đóng tiền viện phí. Nhờ chị Bình giữ giùm nha chị Tuyến nha. Nhưng mà chắc cái gì đây, chắc chị cũng mở cho Tuyến nó biết được là rồi. Cái số tiền bao nhiêu nghe em. Rồi để em đọc cái ha. Rồi. Ở đây là có chị Linh ở Mỹ là gửi cho chị Tuyến là 100 đô la Mỹ. Ở cái thời điểm này là mình đổi là 2 triệu 350.
Rồi cuối cùng là của cô Huệ Nguyễn và chị Nhơn ở Texas, Mỹ là 1 triệu. Thì tổng cộng là cho chị Tuyến là 3.350.000 nha. Rồi. 3.350.000. Rồi, chị đã nhận đủ số tiền 3.350.000 ha. Em nghe chị. Chị giao quà. Em cũng báo với lại chị, với lại chị nói với lại Tiến á, là xin á, mới vừa trao cho em số tiền là 3.350.000 của Mạnh Thường Quân gửi cho Tiến á. Một xíu nữa em sẽ lên trên đó rồi xong rồi em gửi cho Tiến nghe chị ha. Tiến, Tiến có nghe được em nói không chị? Nghe Tiến à, em có nghe được nói không? Bé Tiến, hôm nay là chú xin đến. Hôm nay chú xin đến hỗ trợ cho em số tiền là 3.350.000 là chị đang giữ ở đây. Một xíu nữa chị lên trên đó rồi chị trao lại cho em nghe. Nay mệt dữ rồi hả cưng? Có giảm bớt cơn đau không bé? Dạ. Thông tiểu này nó cũng rất nguy hiểm. Thông tiểu này là phải kỹ đó nghe, dễ bị nhiễm trùng dữ lắm đó nghe mẹ Gia Hòa. Bé Tiến ơi, hôm qua là em còn đi tiểu được mà hôm nay sao em không có tiểu được hả? Gán ăn uống nhiều vô cưng. Ăn không được thì uống sữa hoặc là nước ép trái cây nha cưng. Chứ còn không là em sẽ mệt lắm á. Mẹ Gia Hòa ơi, cái thuốc giảm đau đó đó, hôm nay cái liều vẫn còn là một ngày 6 cử nữa không hay là hôm nay nó sẽ tăng lên nữa chị? Nhị ha. Rồi sao rồi bé? Thèm sầu riêng rồi, hôm qua có sầu riêng ăn rồi, hôm nay có thèm gì nữa không? Muốn ăn gì nữa không bé? Muốn ăn gì cứ nói nha. Muốn ăn gì cứ nói. Muốn làm gì, muốn cần gì cứ nói. Nhắm cái gì mà có thể mà giúp được cho cưng là chị sẽ giúp nghe Tiến. Nhưng mà vừa ý không? Vừa ý hai cái kẹp đó không bé? Có nhớ con không? Có cần kêu con đến thăm em nữa không? Mình nói thứ bảy chủ nhật, kêu con nó tới nó thăm cho vui mà không chịu. Kêu con đến thăm đi em ha. Chị nói với mẹ Gia Hòa liên hệ cho con em đến để mà thăm em nha. Ôi sao tôi, nhưng mà thứ bảy chủ nhật nó đâu có học đâu. Rồi thôi, cố gắng nghỉ nha. Thôi để cho chị nghỉ ngơi. Giờ là cố gắng ăn uống ha, rồi nghỉ ngơi nha cưng. Nha. Rồi, nghỉ nơi đi. Rồi xíu nữa chị đem tiền về cho em nghe Tiến. Rồi chị chào em. Em chào chị nghe chị mẹ Gia Hòa. Chào. Rồi rồi. Trước mắt là nhà, chắc là nhà chị Bình, có gì gửi tiền vô giùm em ha. Cái thứ hai nữa thì mọi người cũng biết là bây giờ
chị Tiến là nằm ở trong cái phòng gọi là cái phòng đặc biệt rồi, cái phòng chăm sóc giảm nhẹ rồi, nên là không có thể nào vô trong đó thăm được, chỉ có một người để mà chăm sóc thôi. Thì mình cũng muốn là gặp trực tiếp nhưng mà mấy lần rồi không thể nào gặp được chị Tiến. Thôi thì có cái dịp nào mình sẽ thăm chị Tiến trực tiếp. Rồi hôm nay thì cập nhật cho mọi người những cái thông tin, chắc là mình nghĩ là mọi người sẽ gọi là cũng không có vui, cũng buồn khi mà nghe được những cái thông tin ngày hôm nay. Còn ít phút còn lại đó, mình xin phép là mình chia sẻ cho mọi người về cái trường hợp của cháu Đại nha mọi người. Trường hợp của cháu Đại, xin mời mọi người hãy theo dõi tiếp cái video để xem cái trường hợp của cháu Đại là trường hợp như thế nào. Trường hợp thứ hai mình muốn chia sẻ cho mọi người đó là trường hợp của cháu Đại, năm nay 4 tuổi. Thì mẹ con của cháu Đại là ở nhà lưu trú của vợ chồng chị Bình chỉ vài tháng nay thôi mọi người. Thì mình biết được hai mẹ con đó là những cái lần mà phát quà chung cho Mạnh Thường Quân. Ví dụ như mọi người thấy là ở trên người của cháu là có câu ống trực tiếp, đó là nước tiểu á mọi người. Thì cái này thì mẹ cháu nói là sẽ theo cháu là vĩnh viễn suốt đời luôn. Còn bệnh tình của cháu thì mình xin phép được là mình tóm tắt nhanh gọn đến cho mọi người, để mà kịp cái thời gian cháu có thể là chút xíu nữa cháu đi vô trong bệnh viện. Thì cách đây không lâu thì mẹ của cháu phát hiện là ở ngay chỗ phần rốn của cháu có một khối u rất là to. To đến nỗi mà mẹ của cháu nói là gần bằng như là cái chén luôn á mọi người. Rồi sau đó lên trên bệnh viện họ bắt đầu họ cắt cái khối u đó rồi hóa trị, xạ trị. Thì một thời gian sau đó thì có một cái khối u thứ hai nó lại xuất hiện ở cái bên hông, có nghĩa là bên phần thận của cháu. Nó làm chèn ép đến thận, làm cho thận nó hoạt động rất là yếu. Sau đó thì vẫn như là tiếp tục ở cái lần trước là cũng cắt bỏ ra hóa trị và xạ trị. Vừa mới cắt bỏ cái khối u thứ hai thôi thì khoảng một tháng sau lại có một cái khối u tiếp theo nữa, là khối u thứ ba, nó lại mọc ở kế bên cái khối u thứ hai. Và cái lần mà khối u thứ ba này đó thì ảnh hưởng đến cái việc mà tiêu tiểu của cháu, bí tiểu và cũng như là không đi cầu được luôn. Thì bác sĩ họ bắt đầu họ mới là truyền cái ống, nó như mọi người cũng thấy, để mà cái nước tiểu nó đi ra ngoài cho cháu. Còn cái việc mà đi tiêu, đi cầu đó thì làm một cái cách khác cho cháu. Nhưng mà cái việc đó thì thực sự là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe của cháu. Hiện tại là bây giờ cháu vô rất là nhiều thuốc hóa trị, nên là mẹ của cháu nói là bây giờ hầu như là trong người của cháu là không có hiệu quả đối với loại thuốc nữa. Bây giờ đang kiểu là đang theo dõi thôi, tới tính thời điểm này thì đang theo dõi thôi, chứ cũng không biết ngoài ra là sẽ xử lý những cái khối u tiếp theo sẽ như thế nào, tại vì thuốc nó hết đáp ứng rồi. Còn riêng về gia cảnh thì hai vợ chồng cũng còn rất là trẻ, có hai đứa con quê ở dưới Kiên Giang, còn một anh của Đại thì ở dưới cùng với ba thì đi làm nông, làm thuê, ai mướn gì làm nấy. Thì cái thời gian này đó thì sẽ làm để mà gửi tiền lên để mà vô thuốc hoặc là những thứ khác cho cháu. Thì bây giờ thì mình sẽ nhường lời lại cho mẹ của cháu Đại để mà chia sẻ tiếp cho mọi người. Em tên là Thiêm đúng không? Dạ. Là quê ở Kiên Giang. Kiên Giang. Em lên trên nhà lưu trú này bao lâu rồi Thiêm? Dạ 3 tháng mấy à. Lúc đó là con em đã phẫu thuật cái khối u thứ mấy rồi? Dạ mẫu phẫu thuật thứ hai. Thứ hai. Rồi dạ. Vì sao mà em biết tới nhà lưu trú vợ chồng chị Bình? Dạ đợt năm ngoái em đi xạ trị á, rồi em có nghe người giới thiệu nhưng mà em không có xin qua ở. Tại vì em có mắc thằng cháu nữa rồi không có qua ở bên nhà lưu trú được. Cái em mới ở nhà trọ, em xạ xong rồi em mới về quê. Rồi chuyến này lên người ta chuyển qua bên em, qua ông bố em mới đi kiếm mẹ Tường. Là mình cũng đỡ được cái phần tiền nhà trọ ăn uống rồi ha. Dạ. Đỡ rất là nhiều luôn á. Ừ. Hồi nãy anh có giới thiệu với mọi người là con em là tổng cộng là bị ba cái khối u rất là lớn ở trong người, đặc biệt là nó chen lấn ở trong cái phần thận. Dạ.
ba cái khối u đó là cũng đã xử lý rồi, có nghĩa là đã cắt bỏ. Dạ. Nhưng mà vô thuốc là bây giờ con em nó không có đáp ứng thuốc được nhiều, tại vì vô dạ. rất là nhiều thuốc rồi. Dạ. Chính xác là bao nhiêu to thuốc này em có nhớ không? 27 to, 27 to với 4 to quá chị. Là 31, 32 to, một to ở bên ung bú. Vậy là xạ trị nhiều hơn quá trị? Dạ xạ trị thì 27 tuần. À. 27 Ủa, tuần. Hai 20 to, 20 to. Một to là một lần hả? Dạ một tháng một ngày là một to. À. Là thứ hai xạ với thứ sáu. Là 5 to rồi trong vòng tháng, mà con em ra tới 2 tháng tuần lễ là tại nó không đáp ứng với cái máy xạ. Cái khối u thứ hai tới cái khối u thứ ba là kích thước nó bao nhiêu? Dạ nó cũng nhỏ à chú. Có khối u thứ nhất nó là nhỏ to. Dạ thứ nhất là nó to hơn gấp mấy lần luôn. Tại vì thứ nhất á, là lúc đó mình không có đi khám định kỳ cho con mình. Dạ. Con mình đau quá thì lên trên đây thì nó quá to. Dạ. Còn hai cái sau là cũng như mình theo dõi. Dạ. Đi lên khám định kỳ hàng tháng đó, rồi bác nói là nó có cái gì trong đó nữa thôi, nhưng không biết. Chỉ là nói là nó bị viêm thôi, nhưng mà qua mới tháng thứ hai là nó bị bự luôn. Em cho anh với mọi người biết thêm á, là cái việc mà dẫn ống đi ra ngoài với lại là tiêu tiểu khó của con em là nó ảnh hưởng như thế nào? Thấy nó tội nghiệp hơn mấy đứa kia. Em nói với anh là nó bị cái dịch gì đó. Dạ nó dịch ở trong trái thận á. Nó cứ chảy ra ngoài vậy, không lấy cái ống nó dẫn nước thận đó là nó cứ sẽ nổi cục bú khác. Sẵn đây thì mình nói về cái việc mà dẫn ống ra cho mọi người biết luôn nha. Ví dụ như người lớn của mình đây á, khi mà bị cái tình trạng này dẫn ống rồi đó, nhiều khi không có kỹ á, còn bị ảnh hưởng á. Nó nói chi mà mấy cháu nhỏ như vậy á. Ví dụ như trường hợp của Đại nè, là cháu nó là 5 lần thay ống rồi, lý do là chạy nhảy giỡn hết rồi đó, nó ảnh hưởng tới cái chỗ mà ở trong cái chỗ dẫn ống đó mọi người. Nó mỗi lần mà đi vô trong bệnh viện mà thay cái ống hoặc là phẫu thuật được các thứ á, thực sự là rất là đau đớn cho cháu. Giỡn với mấy đứa rồi đi cái cọng dây như vậy nó vướng như vậy nè. Như vậy là một chút xíu nữa lỡ có gì mà nó vướng vô cái chỗ cái chân này nè. Con đi cẩn thận nha. Mà giờ bác nói là cái ống nó dẫn nước thận ra là nó bị hẹp nữa. Không biết có mổ nữa không. Mổ ở đâu? Ở trong người nữa hả? Dạ. Bây giờ cái ống nó ống 12 mà giờ gắn còn có ống 6. Mấy lần trước là nó chạy nhảy rồi cái ống nó vướng à? Dạ nó cứ tuột ra, nó tự nó xuất ra luôn á. Là bây giờ cái ống nó bị hẹp lại rồi, giờ gắn chỉ ống nhỏ thôi. Mà bác nói là nếu mà không ổn nó thì sẽ gắn ống bự để cho nó ra dịch nó nhiều hơn á. Để nó ra ít á thì nó sẽ bị. Vậy là em dịch tới lui bệnh viện Nhi Đồng với lại ung bú là thường dạ. xuyên. Dạ. Mỗi lần thay ống như vậy là bao nhiêu tiền? Dạ 500 mấy rồi. Đi vô đi tư không mà đi khám bảo hiểm á, xin giấy á, đồ lâu lắm mà nó sẽ bị ứ dịch lại. Nó hai tiếng mấy là ứ dịch, cái bụng nó bự lên luôn. Mà cái khối u nó mọc liên tục vậy đó. Dạ. Dịch nó không chảy ra được, nó sẽ ứ nước. À, mấy đứa nhỏ mọi người thấy à, thường thường ví dụ như là con em của chúng ta mà khỏe mạnh á, là giờ này tụi nó tập trung chơi rồi đi, ví dụ như đi bơi lội hay là đi qua nhà bạn chơi. Mà bây giờ mọi người thấy là tập trung mà biết gì đâu, đi vô thuốc á, nó quen với lại những cái thời khóa biểu luôn rồi. Đi vô bệnh viện, vô thuốc. Ảnh hưởng thận nó làm như là cái da nó, sắc da nó ha. Dạ nó vô thuốc dạ. Mấy ngày nay nó bị nổi rồi chứ sao. Ngày nổi này nữa hả? Dạ. Dị ứng hả? Dị ứng thuốc á. Nhưng mà hình như anh thấy là đứa nào cũng bị á thêm. Dạ. Mà có này là phải là dị ứng mà thuốc vô nóng quá nó dạ, mới chuyện 2 ngày á. Mỗi lần mà đi qua bệnh thay ống là khoảng 2 ngày không? Dạ, đi vô là khám xong rồi. Nói thì bác nói là đi vô xong là làm về liền.
Nhưng mà có cái chiếm này em vô em nhập viện tới 3 ngày rồi. Tại cái ống nó bị hẹp á, rồi không có nông được. Về cái phần tiền nông đó là chồng em ở dưới quê gửi lên. Dạ. Công việc của chồng em ổn không? Dạ cũng không có ổn gì mấy chú. Tại vì ai giờ dịch á, rồi giờ người ta cũng nghỉ làm á. Rồi giờ ai mướn gì làm nấy. Với xe cộ thì lúc đó hai chồng đi bán, giờ bán luôn. Em bán cái gì? Bán trứng đồ á. Mà giờ không có đi bán nữa. Trứng gà trứng vịt luôn hả? Dạ. Là em bán ở chợ hả? Dạ chạy xe đi bán. À có cái lo. Dạ. Đi mấy giờ? Rồi hai đứa thì gửi ở nhà. Dạ cho ngoại với ở nhà đồ cha chăm. Không có tiền riết rồi bán cái xe luôn. Bán xong rồi, rồi đi hỏi nợ lại, đặng mua xe đi bán tiếp. Mình giờ chồng em đâu đi bán đâu. Đi bán, chồng có em bán. Dạ. Có bữa nào ổng mệt thì em đi bán tiếp ổng bữa vậy đó. Vậy đi khắp tìm gì đó. Kinh, theo kinh đó chú. Vòng vòng ở quận mình. Thôi để cho nó đi đi. Bây giờ là đang xạ trị hay là đang quá trị? Dạ đang quá trị. Hình như là bữa nay gọi là nó ổn ổn hơn so với những lần trước ha. Dạ tại vì mổ được là... 2 tháng mấy rồi. Mà ừ. Đi thay ống gấp 5 lần rồi đó. Mấy lần trước là cứ nhìn cứ đừ. Bữa nay thấy lanh lanh chút xíu. Như tháng vừa rồi là chồng em gửi lên bao nhiêu? Dạ 2 triệu. Tại cũng đi làm không đủ tiền á, rồi thêm đóng tiền bên ngân hàng FE á. Chứ vậy bên mà cái xây cầu á, hộ nghèo á. 2 triệu đó là sử dụng đâu có đủ đâu. Dạ. Dưới trên đây nhờ mấy mạnh thường quân người cho nó. Rồi để dành lo cho nó đi qua Nhi Đồng. Bây giờ là hết qua Nhi Đồng rồi phải không? Nếu dạ mà... đi nữa. Đi nữa hả? Dạ. Nó xuất ống là phải đi qua bên Nhi Đồng. Ở bên đây bệnh viện bên đây gần đây không ai làm hết á. Em dỡ cái áo lên cho anh coi coi. Rồi là băng vậy lên suốt đó hả? Dạ. Không băng là nó chảy dịch ở đây nữa. Nó ra như mũ luôn á. Để tranh thủ cái thời gian ha. Anh dạ. Xin phép là anh thay mặt Mạnh Thường Quân anh gửi tặng cho con em ít tiền. Dạ. Để có cái tiền để mà hai mẹ con trang trải ở trên bệnh viện với lại đỡ lo phần nào cho chồng của em. Dạ. Ha. Ở đây đó thì anh đại diện cho chị Huệ ở Texas Mỹ tặng dạ. cho con em là 1 triệu. Dạ. Thứ hai là chú Lâm Vinh ở quận 5 là 500 ngàn. Thứ ba là nhóm các chị gái ở Gia Lai là 500 ngàn. Dạ. Thứ tư là chị Thịnh Đỏ ở Mỹ là 1 triệu. Thứ năm là anh Lâm Đòn là 500 ngàn. Thì anh này ở Tiểu Cần, Trà Vinh. Anh Lâm Đòn này cùng với lại em Ngân cũng ở Tiểu Cần, Trà Vinh là 300 ngàn. Thì hai người này là anh em hay là cái gì đó, hay là chung. Yeah. Và cuối cùng là một người gửi 222.222 đồng. À, gửi vào lúc là 13 giờ 11 phút chiều ngày 20 tháng 12. Dạ. À, thì anh làm tròn luôn là 230.000. Thì tổng cộng cái khoản tiền cho cháu đại đó là 4.030.000. Dạ. À. Dạ em cảm ơn nè. Các mạnh thường quân ạ. À. Gửi này nha, 4.030.000. Dạ, em cảm ơn mấy cô mấy anh giúp đỡ cho con em. Ừ. Thôi bây giờ anh cũng xin phép là anh thay mặt mọi người chúc cho cháu đại ha. Dạ. À, được nhiều sức khỏe đi nha. Dạ. Được nhiều sức khỏe rồi có gì thì anh sẽ thăm lại cháu sau. Dạ. Nha em. Dạ. Dạ. Em cảm ơn. Ừ. Thôi chú xin chào tạm biệt nha. Tạm biệt đi. xin phép được kết thúc cái video ở đây. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.